Vào thời điểm cao trào của chiến tranh lạnh, khi cảm thấy sức mạnh bom đạn không thể giúp nước Mỹ chiếm ưu thế trước Liên Xô, thì người Mỹ đã nghĩ ra một nước đi đầy táo bạo là sử dụng sức mạnh trí tuệ trên bàn cờ vua. Và người đảm đương trọng trách ấy chính là vua cờ Bobby Fischer. Ông đã khiến cho nước Mỹ nở mày nở mặt và khiến cho cả thế giới phải thán phục mình. Tuy nhiên, với bản tính kiêu ngạo và có phần quái đản thì chính ông đã tự đẩy cuộc đời của mình vào ngõ cụt. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Bobby Fischer, vua cờ của nước Mỹ và bi kịch cuối đời vì sự kiêu ngạo. Huyết thống nhập nhèm. Robert James Bobby Fischer, tên thường gọi là Bobby Fischer, sinh ngày 9 tháng 3 năm 1943 tại bệnh viện Macquarie's ở bang Illinois, Hoa Kỳ. Giấy khai sinh của ông ghi tên cha mình là Hans Gerhard Fischer, còn được gọi là Gerardo Lepser, một nhà sinh lý học người Đức. Tuy nhiên, trong lúc sinh ông ra, người cha trên giấy tờ này đã không được nhập cư vào Mỹ. Bởi lúc đó, Thế chiến thứ hai đang diễn ra. Người Mỹ rất lo sợ việc bị Đức Quốc xã gài gián điệp vào trong lãnh thổ của mình. Mẹ của ông là Regina Wender Fischer, một bác sĩ và giáo viên người Thụy Sĩ. Cha mẹ bà có gốc là người Do Thái Ba Lan. Câu chuyện về gia đình ông có lẽ sẽ chẳng có gì đáng nói khi vào khoảng những năm 1950, mẹ ông bị FBI đưa vào diện nghi vấn và điều tra công khai với những cáo buộc làm gián điệp vì đã từng có thời gian sống ở Moscow. Đến lúc này, những góc khuất đời tư đầy bi kịch của bà mới vỡ lở ra. Mọi chuyện bắt đầu từ sau khi bà tốt nghiệp đại học, Regina đi đến Đức để thăm anh trai. Chính tại đây, bà gặp nhà di truyền học, chủ nhân của giải Nobel sinh học năm 1946 là Hermann Joseph Müller. Nhận thấy tài năng của bà, Müller đã thuyết phục bà sang Moscow nghiên cứu ngành y. Trong thời gian học tại Đại học Y khoa Quốc gia Sechenov, bà gặp Hans Gerhard Fischer, hai người nảy sinh tình cảm và sau đó kết hôn vào tháng 11 năm 1933. Năm 1938, cả hai có một cô con gái tên là Hoan Fischer. Về sau, do sự trỗi dậy của chủ nghĩa bà Do Thái, lo lắng cho số phận hai mẹ con, Hans Gerhard Fischer đã quyết định ly thân để cho Regina cùng với Hoan đến Paris lánh nạn. Mối đe dọa từ sự hiếu chiến của Đức đã khiến hai mẹ con chuyển đến Hoa Kỳ vào năm 1939. Trong khoảng thời gian từ 1939 đến 1945, khi Hans Gerhard Fischer và Regina Wender Fischer chính thức ly hôn, Hans Gerhard chưa một lần nào được nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Tuy nhiên, năm 2002, hai nhà báo là Peter Nicholas và Clee Benson của tờ The Philadelphia Inquirer đã công bố một báo cáo điều tra rằng cha đẻ của Bobby Fischer là Paul Nemenyi, nhà toán học và vật lý người Do Thái Hungary. Để đưa ra quan điểm trên, Benson và Nicholas đã đưa ra rất nhiều bằng chứng mà họ thu thập được từ những người thân còn sống của Bobby Fischer. Trong các tờ khai của mẹ ông tại các phiên xử án kín, đáng chú ý trong đó có một bản tóm tắt điều tra của FBI do chính giám đốc đầu tiên của cục là J. Edgar Hoover viết. Sau đó, Regina và Nemenin đã bắt đầu có những hoạt động giống như hẹn hò vào năm 1942. Tiếp đó, sau khi Bobby Fischer sinh ra, Nemenin đã tỏ ra rất quan tâm đến việc học hành của Fischer. Thậm chí, nhà vật lý gốc Hungary còn thực hiện việc chi trả cho các khoản cấp dưỡng cho Fischer đến năm 1952. Ngoài ra, Nicholas và Benson đã tìm thấy những bức thư của con trai đầu của Paul Nemenin, nhà toán học Peter Nemenin, xác định Bobby Fischer là anh trai cùng cha khác mẹ của mình. Nhà vô địch của giải gia đình. Ngay từ khi còn bé, Bobby Fischer tỏ ra là một cậu bé kiêu ngạo, bốc đồng, ngang bướng và thích đòi hỏi. Từ khi còn rất nhỏ, ông đã sống với nhịp điệu riêng của mình, đối nghịch với sự phát triển thông thường của những đứa trẻ khác. Tai hại hơn, càng về sau này, những điều trên lại ngày càng biến tướng theo chiều hướng xấu, khiến cho những năm cuối đời của ông xứng đáng trở thành một vở bi kịch thời hậu chiến tranh lạnh. Định mệnh tới với ông vào một ngày mưa tháng 3 năm 1949, Hoan Tuck Fischer, chị gái của Bobby, cố gắng tìm một trò chơi để thỏa mãn tính khí khó hiểu của em. Hoan đã mua một bộ cờ bằng nhựa với giá $1 tại một cửa hàng bánh kẹo. Cả hai chị em đều chưa từng nhìn thấy các quân cờ trước đây. Họ mày mò cách chơi và đối thủ đầu tiên của Bobby chính là chị gái mình. Tuy nhiên, Hoan luôn bận rộn với đống bài tập nên không có hứng thú cho cờ vua. Vì thế là Bobby xoay ra dạy cho mẹ của mình. Bobby kể lại rằng, mẹ tôi cũng bận rộn đến mức không thể chơi một ván cờ cho nghiêm túc. Lúc thì bà tranh thủ gọt khoai tây, lúc may lại quần áo trong khi đang chơi cờ. Điều đó làm tôi rất khó chịu. Tôi thắng một ván, sau đó xoay bàn cờ đổi màu quân rồi lại thắng tiếp. Cả hai chúng tôi đều cảm thấy mệt mỏi. Vì vậy, tôi muốn tìm ai đó có thể chơi cờ với mình cả ngày. Vì không tìm được đối thủ thi đấu nên ông đành chơi một mình, biến bản thân thành chính đối thủ của mình. Ông xếp quân đi quân trắng rồi lại xoay bàn cờ rồi đi quân đen. Ông luôn đặt câu hỏi tại sao để tìm hiểu những điều thú vị sau các nước đi.
Fisher cố gắng đánh lừa chính mình, xem mình đang chơi với một đối thủ thực sự. Đen biết rõ trắng đang làm gì và ngược lại. Vì đen là Fisher và trắng cũng là Fisher, cho nên ông tìm cách quên hết kế hoạch mình vừa lập ra, cho một bên để suy nghĩ lại từ đầu, ra sức phán đoán những cạm bẫy và ý đồ của đối thủ. Với vài người, cách chơi này có vẻ điên khùng, tuy nhiên nó giúp Fisher có được cảm nhận về bàn cờ, vai trò của các quân, cách tiến triển của một ván cờ và giúp cho ông nhìn thấy trận bàn cờ một cách khác biệt hoàn toàn so với chúng ta. Năm 1950, sau khi chuyển đến Brooklyn, ông lại càng vùi đầu vào chơi cờ một mình nhiều tới mức mẹ ông vì quá lo sợ con trai mình sẽ bị tự kỷ. Nên vào ngày 14 tháng 11 năm 1950, bà đã gửi một tấm bưu thiếp đến tờ báo Brooklyn Eagle để tìm cách đặt một quảng cáo, tìm những đứa trẻ khác chạc tuổi Bobby có thể chơi cờ với ông. Tờ báo đã từ chối quảng cáo bởi vì không thể tìm ra cách phân loại nó, nhưng đã chuyển tiếp tờ bưu thiếp đến Herman Helms, người được mệnh danh là trưởng khoa cờ vua Mỹ lúc bấy giờ. Sau đó, chính ông này đã báo cho Fisher rằng kiện tướng Max Pavey, cựu vô địch người Scotland, sẽ tham gia một giải đấu vào ngày 17 tháng 1 năm 1951. Ngay lập tức, Fisher đăng ký tham gia. Trong trận đấy, mặc dù ông đã tỏ ra vô cùng bản lĩnh khi cầm cự được trong 15 phút, nhưng cuối cùng ông vẫn để thua. Tuy thua nhưng màn thể hiện của ông đã khiến cho làng cờ vua Mỹ được phen dậy sóng. Một trong những khán giả của trận đấu đó là chủ tịch câu lạc bộ cờ vua Brooklyn Carmine Negro đã ấn tượng tới mức giới thiệu ông đến câu lạc bộ và bắt đầu dạy cho Fisher cho đến năm 1956. Khi nhắc về khoảng thời gian đó, Fisher luôn dạt dào cảm kích. Ông Negro có thể không phải là người chơi giỏi nhất thế giới, nhưng ông là một giáo viên rất giỏi. Gặp ông có lẽ là một nhân tố quyết định tôi sẽ tiếp tục với cờ vua. Thần đồng ngang tàn. Tháng 10 năm 1956 là một trong những bước ngoặt đánh dấu sự nghiệp lừng lẫy của Bobby. Bà Regina đã đưa con trai đến câu lạc bộ cờ Marshall. Fisher được mời đến thi đấu giải tưởng niệm nhà tài trợ của giải Rosenwald và nhờ thành tích vô địch giải trẻ Mỹ cách đó 3 tháng. Đây là giải mời đầu tiên ông tham gia, bao gồm 11 kỳ thủ, trong đó gồm có một số nhân vật xuất sắc của Mỹ cùng với các thành viên của câu lạc bộ Marshall. Câu lạc bộ là nơi Frank J. Marshall vô địch Mỹ 27 năm liên tiếp. Ông sinh sống cùng gia đình, dạy học và thi đấu, là người đứng đầu câu lạc bộ cho đến khi qua đời năm 1944. Sau đó, vợ ông là Carolyn tiếp quản, hầu hết những kiện tướng danh tiếng nhất thế giới từng đến đây. Tại đây, Joe Rowe, Capablanca vĩ đại đã biểu diễn thi đấu đồng loạt lần cuối cùng, cũng là nơi nhà vô địch thế giới Alexander Elekin đến thăm và thi đấu cờ nhanh. Là một câu lạc bộ danh tiếng hàng đầu nước Mỹ nên đương nhiên nó cũng có một số nguyên tắc bất thành văn, kể cả trong cách ăn mặc. Bởi vậy khi thấy Fisher mặc áo thun quần gấp nếp giày bata đến dự giải, bà Carolyn Marshall đã xem đó là một sự xúc phạm và dọa cấm Fisher đến đây nếu không chịu ăn mặc nghiêm chỉnh hơn. Tuy nhiên với tính ngang bướng, Fisher không thèm quan tâm. Sau 3 ván hòa trước đó, đến lần thứ 4, đối thủ của Fisher là giáo sư đại học Donald Byrne, một kiện tướng quốc tế cựu vô địch giải Mỹ mở rộng, người nổi tiếng có lối đánh tấn công dữ dội. Ngay từ khi mới gặp, Bobby đã bị choáng ngợp bởi thần thái vô cùng quý phái của đối phương. Đã thế, khó khăn lại chồng trước khi trận này, Fisher phải cầm đen bởi vì Byrne vừa đánh bại Samuel Reshevsky, tay cờ được đánh giá là mạnh nhất của giải đấu. Nhưng trước khi thi đấu, Fisher đã nghiên cứu những ván cờ trước đây của Byrne, vì vậy ông chọn lối chơi, khai cuộc phòng thủ Grenfell không quen thuộc với đối thủ, dù những tinh vi ảo diệu bên trong thế cờ này, bản thân ông cũng chưa nắm hết. Bản năng của một thiên tài đã lộ rõ. Vì không nhớ rõ thứ tự các bước đi, nên Bobby phải suy tính mỗi khi đến lượt mình đi và bắt đầu lâm vào tình trạng thiếu thời gian. Lo lắng, cậu trai trẻ cắn móng tay, nghịch tốc, quỳ lên ghế, đặt khuỷu tay lên bàn, chống cằm trên tay này rồi lại đến tay khác. Nhưng sau 11 nước, Bobby đã có ưu thế và chiếu hết Byrne ở nước thứ 41 sau 5 giờ thi đấu. Những đòn phối hợp của Fisher quá sắc sảo, mưu trí và tài tình, ngay cả những kỳ thủ lão luyện cũng khó có thể tưởng tượng được những nước cờ tài hoa như thế. Ván cờ ở tuổi 13 của Fisher khi đó được mệnh danh là ván cờ của thế kỷ. Kamok, trọng tài của trận đấu đó, cảm nhận được hình bóng của nhà vô địch thế giới từ Fisher nên đã cẩn thận lưu giữ biên bản gốc do chính thần đồng ghi chép như một kiệt tác của danh họa Rembrandt. Tờ biên bản này đến nay đã qua tay khá nhiều nhà sưu tập, hiện tại được định giá khoảng 100.000 đô la. Quan trọng hơn, chiến thắng này đã chính thức đưa ông vào hàng ngũ các thần đồng cờ vua, những người có khả năng thắng được kiện tướng và thậm chí các đại kiện tướng quốc tế khi tuổi còn dưới 15. Tuy nhiên, phải tới khi ông 15 tuổi 6 tháng 1 ngày, Fisher mới được công nhận trở thành thần đồng cờ vua, khi đồng thời trở thành đại kiện tướng trẻ nhất và là ứng viên trẻ nhất cho giải vô địch cờ vua thế giới vào năm 1958. Thời bấy giờ, Bobby Fisher thường gieo rắc nỗi kinh hoàng cho các kỳ thủ, đến nỗi không ai dám thách đấu, mà phần lớn ông chọn đối thủ để khiêu chiến. Đánh với ông xong, các kỳ thủ dễ bị chấn thương tâm lý. Vì tỷ số quá cách biệt,
thường là 60 hoặc 80, và cả một lối đánh dày công tập luyện bị phá sản. Vào năm 20 tuổi thì ông đã giành chiến thắng tại giải cờ vua vô địch nước Mỹ với số điểm 11/11, số điểm hoàn hảo duy nhất trong lịch sử của giải đấu. Và cuốn sách 60 trò chơi đáng nhớ của tôi do Fischer viết hiện vẫn là một tài liệu đáng tôn trọng trong số những tài liệu về cờ vua. Bạn đang xem video trên kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên là hãy ghé thăm kênh mới của nhóm chuyên tổng hợp video về người thành công. Thông tin chi tiết xem bên dưới comment nhé các bạn. Màn so tài cân não mang tính chính trị. Trong khoảng thời gian từ những năm 60 đến năm 1972, quả là những năm đầy khó khăn với nước Mỹ trong cuộc đối đầu với Liên Xô. Liên tiếp bị lép vế, thất bại không chỉ trên mặt trận quân sự, người Mỹ còn cảm thấy trên phương diện trí tuệ, họ đang bị người Liên Xô vượt mặt chẳng nể năng. Vậy nên trận đấu giữa Bobby Fischer và Boris Spassky vào năm 1972 không đơn thuần chỉ mang ý nghĩa thể thao, nó còn mang ý nghĩa chính trị rất lớn. Đích thân Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ là Henry Kissinger phải thuyết phục Fischer thi đấu. Fischer chỉ đồng ý sau khi được đáp ứng yêu cầu về tiền thưởng. Kissinger khi đó phải thông qua người bạn, phóng viên nổi tiếng người Anh David Frost, nhờ triệu phú Anh là James Slater giúp đỡ. Sau cuộc điện thoại của Slater, ban tổ chức đã nâng tiền thưởng lên gấp đôi và nhà vô địch sẽ được 231.000 đô la, gấp 165 lần con số mà Spassky nhận được khi vô địch giải lần trước, và người thua được 168.000 đô la. Trong giải đấu này, Bobby Fischer đã chính thức lưu danh sử sách không chỉ bởi khả năng đi cờ ma mị mà còn là những câu chuyện kỳ dị xung quanh, biến trận đấu trở thành một sự kiện thiên cổ mới có một lần. Khi đến Reykjavik, Iceland, ông còn làm khó ban tổ chức bằng cách đưa ra những yêu cầu khắt khe như đòi đổi địa điểm thi đấu từ Iceland sang Nam Tư, điều kiện về bàn ghế, bàn cờ, ánh sáng và khoảng cách chỗ ngồi với sân khấu. Sau khi thất bại ván đầu tiên, kỳ thủ người Mỹ đã bất ngờ bỏ cuộc ván kế tiếp vì những yêu cầu của ông không được ban tổ chức đáp ứng. Fischer muốn loại bỏ tất cả những chiếc máy ghi hình ở xung quanh cũng như khán giả ngồi theo dõi trực tiếp trong khán phòng. Có vẻ như những tiếng thở mạnh của khán giả cũng khiến ông mất tập trung. Hiệp hội FIGE không thể thỏa hiệp với những đề nghị chỉ đến từ một phía, khiến cho Fischer tức tối tìm cách đặt vé máy bay về Mỹ. Tình thế chỉ được xoa dịu khi đích thân Henry Kissinger gọi điện nói với Fischer rằng nước Mỹ muốn cậu đánh bại những người Nga. Tác động từ Kissinger phần nào giúp Fischer điềm tĩnh trở lại, để rồi vào ngày thứ ba, trong tình thế đang thua 2-0, ông trở lại để dội trận mưa bom trên pháo đài Liên Xô. Từ hôm đó, Paskey chỉ thắng được thêm đúng một ván. Còn lại trong 19 ván, Fischer thắng 7, thua 1 và hòa 11 ván, giành chiến thắng với điểm số 12,5 so với 8,5 và trở thành vua cờ mới của thế giới. Thế nhưng sau phút hân hoan ban đầu, công chúng Mỹ ngay lập tức thất vọng, thậm chí bất bình khi thấy Fischer bốc tiền thưởng trong phong bì ra đếm trước mặt nhiều người ngay sau khi nhận giải. Nhưng vì chiến thắng này được xem như chiến thắng của Mỹ ở ngay lĩnh vực mà lâu nay Liên Xô được xem là bất khả chiến bại, nên ông vẫn được đón tiếp như người hùng khi về nước. Nguyên nhân Fischer đưa ra yêu cầu tiền thưởng cao có lẽ do ông chỉ nhận được 400 đô la cho 6 tuần làm việc cực lực tại giải Interzonal năm 1958. Ông nói rằng mỗi ván giống như một bài thi dài 5 tiếng và điều đó làm cho ông chán nản. Lúc đó ông đã là một đại kiện tướng quốc tế và đủ tư cách tham dự giải vô địch thế giới. Nhưng ông tự hỏi làm thế nào để có thể kiếm sống bằng nghề chơi cờ, ngoại trừ Liên Xô nơi các kỳ thủ được nhà nước hỗ trợ rất đầy đủ, thì không có kỳ thủ nào có thể kiếm đủ sống nhờ chiến thắng tại các giải đấu. Họ phải làm thêm các công việc khác như chạy cờ, thi đấu biểu diễn, bán các bộ cờ, viết bài cho các tạp chí cờ để có thêm thu nhập. Với Fischer, đó là một cuộc sống bấp bênh. Năm 1975, kiện tướng Liên Xô là Anatoly Karpov vượt qua một loạt đối thủ để giành quyền thách thức danh hiệu vua cờ của Fischer. Tuy nhiên, Fischer từ chối đấu với Karpov vì ban tổ chức không đồng ý với một loạt yêu sách của ông. Tháng 6 năm 1975, Liên đoàn cờ vua thế giới tuyên bố Anatoly Karpov là vua cờ mới. Cuộc đời phải sống lưu lạc. Sự kiêu ngạo, tính khí bốc đồng của Fischer có lẽ đã khiến ông dần rơi vào chứng hoang tưởng. Ông bắt đầu có nhiều hành động phát ngôn không kiêng nể bất cứ một ai. Điều này không chỉ khiến cho giới cờ vua tức giận, mà cả chính phủ lẫn nhân dân Mỹ cũng tỏ ra căm ghét. Với họ, bệnh công thần trong người ông coi như đã hết thuốc chữa. Giọt nước chính thức tràn ly khi vào năm 1992, Fischer bất chấp lệnh cấm của chính phủ Mỹ và Liên Hợp Quốc đến đấu cờ tại Nam Tư. Ông muốn đến đây ôn lại quá khứ hào hùng của mình với đối thủ Boris Paskey cách đây 20 năm trước và cũng là để săn khoản tiền thưởng khổng lồ 3,3 triệu đô la. Thế nhưng, sau khi hạ Paskey thêm một lần nữa và có được những đồng đô la mong muốn, Fischer bắt đầu chìm vào những tháng ngày đen tối. Ở Mỹ, người ta đã phát lệnh truy nã. Từ một người anh hùng của đất nước, Fischer trở thành đối tượng truy bắt của cảnh sát.
Đến năm 2001, sau khi xuất hiện trên một đài phát thanh ở Philippines và lớn tiếng hoan nghênh những kẻ thực hiện vụ khủng bố ngày 11 tháng 9, Fisher chính thức trở thành kẻ thù của nước Mỹ. Từ đó, chẳng ai biết nhà cờ vô địch cờ vua ở đâu. Trong lúc bế tắc, các nhà làm luật Mỹ đã có nước cờ cao tay khi quyết định thu hồi hộ chiếu và tước quyền công dân Mỹ của ông. Và mỉa mai thay, giỏi cờ vua nhưng cũng có ngày lại thua cờ đời. Tháng 7 năm 2004, Fisher cuối cùng đã bị hải quan Nhật bắt giữ tại phi trường Narita vì sử dụng hộ chiếu giả trong khi đang làm thủ tục bay sang Philippines. Sau đó, ông bị quản thúc tại trung tâm giam giữ người nhập cư trái phép ở ngoại ô Tokyo và đích thân Bộ trưởng Tư pháp Nhật đã ra lệnh trục xuất ông. Trong thời gian bị quản thúc, Fisher rơi vào một trạng thái bi phẫn đến tột cùng. Càng ngày, nhà cựu vô địch càng căm thù chính phủ Mỹ và Nhật, đồng thời hướng dần tới việc tôn sùng chủ nghĩa cực đoan. Trong thời gian ở trại tập trung, Fisher nuôi một bộ râu tùm không kém bộ râu của trùm khủng bố Osama Bin Laden. Có thể hiểu rằng, những ngày tháng bị săn đuổi và quản thúc đã khiến nhà cựu vô địch rơi vào một cuộc khủng hoảng tinh thần trầm trọng. Buổi sáng 24 tháng 3, chiếc xe của Đại sứ quán Iceland phóng như tên bắn từ khu giam giữ người nhập cư trái phép ở ngoại ô Tokyo, Nhật Bản, tới sân bay quốc tế Narita. Khi xe dừng lại trước cổng sân bay, một người đàn ông phương Tây cao lớn với bộ râu âm u như rừng nhiệt đới bước ra, theo sau là một phụ nữ Nhật nhỏ bé. Khi chưa kịp lấy hành lý, ông ta đã bị một nhóm phóng viên vây lấy. Từ sau bộ râu lùm xùm, một âm thanh hằn học vọng ra, đó không phải là một vụ bắt giữ, tôi đã bị bắt cóc. Sau những lời nói giận dữ, ông ta vội kéo người phụ nữ biến vào đám đông. Một lát sau họ xuất hiện ở khu làm thủ tục xuất cảnh. Vào lúc 12h40 ngày 24 tháng 3, một chiếc máy bay bay khỏi phi trường Narita và nhằm hướng trời Âu. Máy bay đáp xuống phi trường Copenhagen của Đan Mạch, gã râu rậm cùng người phụ nữ Nhật bước ra. Ngay lập tức, cựu nhân viên cảnh sát Samunder Paulsen đã chờ sẵn ở đó tiến tới áp sát để bảo vệ cho hai người. Khoảng 30 phóng viên Bắc Âu bám theo, không cần quay lại, gã đàn ông râu rậm hét lên: "Quý vị hãy cùng tôi chiến đấu, họ đã bỏ tù tôi với một lý do quái quỷ nào đó, tôi không cần phải lịch sự với họ nữa." Sau một hồi chửi rủa, gã râu rậm chui vào chiếc máy bay do đài truyền hình Iceland thuê riêng cho ông ta, còn chuồn chuồn sắt cất cánh, nhắm thẳng quốc đảo Iceland lạnh giá. Gã đàn ông râu rậm đó chính là Bobby Fischer, đi cùng với ông ta là Miyuko Waitai, nữ hoàng cờ vua xứ sở hoa anh đào và là vị hôn thê của Fischer. Họ đến để nhận Iceland làm quê hương mới của mình. Khi Fischer vừa bước ra cổng phi trường Reykjavik, hàng trăm cổ động viên với những tấm băng rôn "Chào mừng Bobby, chúng tôi yêu Bobby" đã chờ sẵn tại đó. Ông được đón tiếp như một vị anh hùng dân tộc trở về sau chiến công hiển hách. Bobby Fischer qua đời vào ngày 17 tháng 1 năm 2008 ở tuổi 65. Nhiều năm sau thì làng cờ vua thế giới đã quay về đúng với bản chất huyền bí và tĩnh lặng của nó. Dù cuộc đời gây nhiều tranh cãi nhưng dấu ấn mà ông để lại cho làng cờ vua thế giới là độc nhất vô nhị và khó có thể phai mờ. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên là hãy nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé.